trồng xong xuôi mình chăm sóc vài tháng sau, và khi nào mình sửa được một lần là cái dáng rồi đó thì mình sẽ gửi mình tặng cho anh em ha. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình ra bầu một số mai con nữa anh em ơi. Rồi mình sẽ chia sẻ cho anh em là cái cách mà ra bầu mai con và mình tạo cái bộ rễ tùy theo cái dáng thế của cái cây nha anh em, cho anh em tham khảo ha. Thì anh em nào có vào clip mình xem thì thấy có hay thì nhớ cho mình một lượt đăng ký nghe anh em. Thì đây là một mớ mai mình vừa nhổ lên anh em, tại vì giờ này nó hơi trưa, nó hơi nắng, thành ra mình ngâm nước ha, ngâm nước cho nó mát cái cây đó. Thì mai này là mình gieo trong chậu kiển mình đó anh em ha. Thì mình sẽ tiến hành mình trồng nha anh em, mình tiến hành mình trồng. Thì mình ở đây mình xài, mình có gì mình xài đó anh em ơi, đỡ tốn tiền mua ha. Bà này hộp cháo và dinh dưỡng nè, thành ra mình lấy mình dùi lỗ mình trồng. Thì anh em biết á, tùy theo cái cây mai, nếu mà đặt ví dụ như á, cái cây mai anh em, nếu mà anh em nhổ lên ha, trong bầu, xin lỗi anh em, nhổ ra anh em trồng, nếu mà ví dụ như anh em muốn mà sau này á, anh em làm đế nơm thì mấy anh em cắt rễ chuột, cắt rễ chuột anh em ha, đó, anh em cắt rễ chuột. Còn mà anh em muốn làm cái cây mai mà sau này nó có bộ rễ quái á, thì anh em sẽ làm với một cái cách khác ha anh em. Đó. Như tùy theo cái cây mai, nếu mà cái cây mai nó có cái bộ đế gì nè anh em nhìn có không ha, thì chúng ta sẽ làm dáng thú anh em. Đó, chúng ta sẽ trồng nằm như vậy, trồng nằm như vậy để chừng nữa khi mà rễ nó ra hai bên đây ha, lần sau mình sửa lần hai á, thì mình sẽ cắt tỉa rễ lại đó, là nó sẽ mà ra dáng thú nha anh em. Đó, chúng ta sẽ trồng cái cây nằm đó. Thì để mình trồng một cái cây cho anh em xem ha. Đó, thì chắc trồng thì cũng như thường lệ, chấu sơ dừa với cát anh em ha. Đó, mình sẽ trồng cái cây này cho anh em xem ha, mình sẽ chia sẻ cho anh em. Đó, cây này thì chúng ta sẽ trồng nằm. Đó, chúng ta trồng nằm gì anh em ha. Đó, sau này thì rễ nó chỉa ra hai bên thì chúng ta sẽ làm dáng thú, chúng ta sẽ sửa bộ rễ thành dáng thú ha anh em ha. Đó, đây, tham khảo gì mình ha. Đó, đây xong anh em. Đó, thì chúng ta sẽ trồng cái cây nằm như vậy, sau này á, khi mà chúng ta sửa lần 2 á, hoặc lần 3 thì chúng ta hãy uống cái thân. Đặt ví dụ như cái cây này nó bây giờ nó nằm, mình trồng dáng thú nó nằm vậy anh em, sau này nếu mà mình sửa lần 2 hoặc lần 3 thì mình uống nó lại ha, bẻ nó lên. Đó là một cách là cái cây dáng thú. Còn như mình cũng đã chia sẻ anh em là những cái cây mà đế nơm thì đơn giản anh em ha, đế nơm thì anh em cắt cái chuột đó. Còn những đặc ví dụ như anh em muốn tạo cái rễ quái cho cái cây mai thì anh em nên lựa những cái cọng rễ nó dài đó. Đây mình đặt ví dụ cho anh em xem ha đó. Anh em khi trồng thì anh em ngắt bớt lá đi ha. Đó, ngắt bớt lá đó. Đặt ví dụ như anh em nếu mà muốn rễ quái sau này mấy anh em tạo bộ rễ cho nó quắn quéo nó quái á ha, thì anh em làm theo cách mình vậy. Đó, thì anh em vô bầu chắc chồng đi, anh em ém xuống cho chặt ha. Đó, đây anh em ém xuống cho chặt. Đó, xong xuôi anh em để cái gọng rễ này nè anh em, ngay giữa này ha. Đó, anh em mồi cái lỗ xuống, thấy không? Rồi chúng ta sẽ quấn vòng lại, anh em nhìn rõ không? Đó, chúng ta quấn vòng lại ha nè, nó quấn vòng lại đó. Chúng ta sẽ quấn vòng lại anh em, rồi chúng ta để chất chồng vô ha. Thì chúng ta để rễ cho nó sâu sâu xuống, chịu cho nó cứng cái rễ chính đó ha. Đó, rồi trên anh em quấn đó, ha. Đó, thì sau này cái cây mai cái rễ nó sẽ quấn quéo quéo thì nó sẽ quái hơn anh em ha. Nói chúng ta làm, chúng ta chơi thì chúng ta nên làm nhiều kiểu chúng ta chơi, chứ đâu phải nhất thiết gì làm một kiểu một. Mình tạo nhiều dáng thế cho nó thì sau này chúng ta có nhiều cây chúng ta chơi nó nhiều dáng thế khác nhau. Còn cũng như dạng anh em mà trồng kinh doanh đó, thì chúng ta
nên mấy anh em mà trồng cái dạng như trồng bán, trồng kinh doanh đó, thì mấy anh em đó người ta làm một kiểu một cho nó dễ chăm sóc hay là cái gì đó ha anh em, thì nó khác. Còn anh em nào làm chơi thì làm theo cách mình ha nó. Bây giờ anh em thấy khi mà cây chúng ta muốn rễ trồng nó sẽ thấp hơn cái cây mà không muốn rễ anh em ha. Đó, cái này là tàu bộ rễ quái cho mày. Đó. Cái như những cái cây này nè anh em, thì chúng ta trồng thì nữa chúng ta sửa đế nơm. Đó, ha, nó quá đơn giản rồi. Thì mình ở đây mình làm theo cái cách của mình, còn anh em có cách nào làm hay hơn thì làm theo cách của anh em. Chúng ta nói chung là chúng ta không quan trọng, không có nói ai hay hơn hai anh em đâu. Quan trọng anh em mình đó, đúng không? Mà tìm hiểu với nhau rồi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau vậy thôi. Chứ mà mình cũng nói hoài mình không có hay hơn hai anh em ha. Thì nói chung theo như anh em tìm hiểu trên các trang mạng thì anh em cũng đã biết là hạt mai vàng ha anh em ha. Thì nói chung là sẵn đây mình nói luôn, hạt mai vàng á, mình ươm á, thì những anh em mà người ta nhà vườn người ta trồng á, thì nó khác. Còn mà mình cái dạng mình chơi, mình làm mình chơi thì nó khác nha anh em. Tại vì mình làm chơi thì mình làm nhỏ lẻ, mình không có làm bài bản theo như các anh em nhà vườn người ta được đó. Thành ra có nhiều anh em á, như Thành Trung làm clip, Thành Trung chia sẻ là Thành Trung gieo hạt mai, là Thành Trung gieo ở trong cái chậu kiển đó anh em đó. Rồi có một số anh em nói là không biết là tỷ lệ nó lên bao nhiêu, quan trọng là tỷ lệ nó lên bao nhiêu, chứ một ký mai á, thì mua cả triệu mà đem gãi gì chắc bỏ hết. Thật sự để nói cho anh em nghe, mình cũng đã nói mình chia sẻ ở đây mình trồng chơi, mình nói là anh em nhà nào có hột mai đúng không thì khỏi cần cầu kỳ, chỉ anh em chỉ khi mà qua Tết đó, nhà anh em có trồng mai đó, có hạt mai đó ha, thì anh em khỏi cần ươm ở đâu, anh em hái hột tươi, lựa những hột nó chắc nó khỏe đó ha, thì anh em thấy quanh chậu kiển thôi đó, anh em gãi quanh chậu kiển anh em đó, còn anh em tứ nước bình thường anh em trong chăm sóc cây cảnh anh em thì nó cũng vẫn lên bình thường nha anh em đó. Mà nó lên nói chung đó là tỷ lệ mình thấy nó cũng cao đó, thật sự là như vậy. Tại vì anh em biết khi mà anh em muốn trồng cái hạt mai là anh em lựa ha, anh em lựa những cái hạt mai nó no, nó tròn, nó săn chắc, thì nói chung cái độ nảy mầm nó lên rất là cao. Thành ra anh em nên mà lựa những cái hột mai á, căng bóng nó no tròn là bảo đảm anh em á, là anh em gieo xuống là nó sẽ lên thôi. Chứ đặt ví dụ như anh em hái hột nào mà em dục xuống hột đó thì có nhiều hột nó cũng đen với anh em, nhưng mà nó bị lép, đặt ví dụ như nó bị, mình nói đại là nó hơi dẹp dẹp gì đi ha, cái dẹp dẹp đó, nó không có no đủ hột đó, thì cái mấy hột đó thì nói chung là nó cái sự phát triển của nó chậm anh em ơi. Đó, mình nói thật thì anh em tham khảo các anh em khác thì biết cái gì, anh em mà nhà vườn khác đó, thì nói chung ai vậy lựa những cái hạt săn chắc ha. Này mình sẽ trồng cái giáng nằm gì sau này mình rễ nó ra hai bên này nè anh em ha. Thì chúng ta sửa đợt 2 hoặc đợt 3 thì chúng ta sẽ mà làm giáng thú, lộn đế thú cho nên anh em ha. Đó, thì đơn giản thôi, anh em cứ làm bình thường như vậy thôi, sau này chúng ta còn sửa lại, chứ đâu phải nếu một cây mai chúng ta làm ra thành phẩm, đâu phải làm một lần hai lần đâu anh em, phải sửa nhiều lần nó mới được thành phẩm cây mai nó như ý muốn chúng ta được. Nói chung là chúng ta chơi cây cảnh nè thì phải cần có thời gian nha anh em, chứ không phải là một ngày một bữa mà nó thành phẩm một cái cây được, nó phải tốn thời gian đó. Chúng ta chăm sóc, chúng ta sửa cắt ha, nó theo thời gian nó mới thành phẩm được cái cây được. Mai thì mình không biết sao, chứ thật sự nhiều anh em nói hạt mai một ký cả triệu, nhưng mà giống mai gì thì mình không biết nha anh em. Thường thường những cái giống dảo, mai dảo ha, Tân Châu, ở lộn gì,
Tân Châu với Thủ Đức thì mình thấy hạt nó cũng tầm 300-500 ngàn ký anh em ơi, đâu lại chứ không hơn ha. Có nhiều anh em nói gì mai cả triệu ký thì mình thấy thì không biết anh em mua giống mai gì mà tới 1 triệu 1 ký thì mình không biết. Thật sự mình thấy cái giống mà Giảo Phú Tân với mà Thủ Đức đó anh em thì nó chỉ tầm 300 tới 500 ngàn một ký thôi ha, chứ mà không hơn nữa nghe nè. Còn mấy cái giống khác thì mình không biết, tại vì anh em biết á, cái hạt mai này mình trồng gián thú nữa nè ha, anh em tham khảo đó. Thì sau này chúng ta sẽ sao, tại vì anh em biết á, khi mà chúng ta trồng cái hạt mai nếu mà hô nói á, để mà nó giống cây mẹ nó thì nó không có đạt được đâu nha anh em. Mình nói đặt ví dụ như bây giờ cái giống mai Giảo Thủ Đức giống F1 mà khi mấy anh em lấy hạt mấy anh em gieo thì sau này nếu mà nó có ra cây con á, mà tỷ lệ nó đạt bông mà giống theo như mà cây mẹ nó, thì nếu mà tối đa nhất là cũng khoảng 40% anh em, 40% tới 50% chứ không hơn. Đó. Chứ nó không bao giờ bất cứ là dòng mai nào luôn, chứ không phải mình nói riêng gì dòng mai Thủ Đức không. Đó. Thì anh em người ta trồng mai công nghiệp đó, thì người ta mà khác. Còn đặt ví dụ như những anh em chơi thì nó khác. Thì đặt ví dụ như mua phôi mai về nếu mà không đẹp thì chúng ta ghép. Đó. Chúng ta ghép bông đẹp cho ta chơi. Chẳng hạn như hiện giờ là mình thấy cái thằng nó hot, quá hot trên thị trường bây giờ là cái thằng siêu bông Bình Lợi đó anh em. À, anh em nào mà có mà đam mê về mai vàng đó, thì anh em tìm hiểu cái thằng siêu bông Bình Lợi đó, mình thấy bông nó cũng dữ lắm đó anh em. Bông nó cũng rất là đẹp. Bông nó to mà bông nó sai bông quá. À, thì anh em nên tìm, cũng như có muốn chơi những dòng mai bông đẹp, bông bự mà nó nhiều bông đó, thì nên tham khảo cái thằng siêu bông Bình Lợi ha. Tại vì mình cũng tham khảo trên các anh em nhà vườn, mình thấy cái bông nó cũng đẹp, cũng ok. Nhưng mà ở đây thì mình chưa có, mình chỉ có thằng siêu bông Sài Gòn thôi. Siêu bông Sài Gòn mình thấy thì bông nó cũng sai bông, bông nó cũng lớn. Còn siêu bông Bình Lợi thì mình thấy nó cũng còn hơn, dữ hơn thằng siêu bông Sài Gòn đó. Nhưng mà mình chưa có mua về, mình chưa có điều kiện để mình mua về mình chơi được nha anh em. Thành ra anh em nào mà có thích thì tìm hiểu cái dòng siêu bông Bình Lợi, tham khảo mua về chơi anh em ha. Thì nói chung là anh em trồng nếu mà muốn cho cây mai mình anh em nó mà mau phát triển á, thì anh em trồng cái cây mai nó nhỏ nhỏ thôi ha, nó đỡ mất sức, nó đỡ mất sức hơn là những cái cây mai lớn nha anh em. Tại vì anh em biết khi mà cái cây mai nó lớn quá, cái rễ nó đã ăn nhiều, ăn sâu xuống đất. Khi mà chúng ta nhổ lên thì ít nhiều nó cũng phải đứt rễ anh em ha. Đó. Đứt rễ nhiều chừng nào thì cây mai mình nó si không thì nói ha. Thành ra anh em trồng là anh em mà trồng mai nhỏ nhỏ thôi. Mình ở đây mình làm, nói chung là mình có cái thời gian rảnh, mai mình mai con mình nhiều lắm anh em ơi. Nhưng mà nói chung ở đây lộn xộn, mai chân 5 cánh cũng có, 8 cánh, 10 cánh cũng có. Mình lúc đó mình gieo hạt, mình dục thí, mình cũng không có biết được thằng nào là mấy cánh, thằng nào mấy cánh, bây giờ nó lộn xộn tùm lum chân. Chung sẵn này mình nói luôn, qua cái mai mình trồng này nè, mai con mình trồng mình cũng không có buôn bán đâu anh em ơi. Mình trồng mình chơi, mình trồng mình chơi. Để sau này anh em biết chi không, khi mà mình sửa được một lần rễ ra anh em ha, sửa được một lần rễ mình chắc sẽ mình gửi tặng cho anh em, gửi tặng cho những anh em nào mà lúc đó giờ theo dõi kênh của mình ha anh em ha. Như đặc vụ nhiều thì cũng có, đặc vụ như mình tặng cho anh em ngừ 5 cây 7 cây 3 cây vậy đó anh em, để anh em làm quà cho anh em mà chơi ha.
mình, nhưng mà bây giờ nói chung mình nói trước cho anh em biết thôi chứ bây giờ thì chưa đâu anh em ơi. Mình chưa có gửi cho anh em được. Mình sẽ trồng, trồng xong xuôi mình chăm sóc. Chăm sóc vài tháng sau rồi khi nào mình sửa được một lần. Sửa được một lần rồi nó ra cái dáng rồi đó thì mình sẽ gửi, mình tặng cho anh em ha. Thì những anh em nào mà trước đây tới giờ đó theo dõi cái kênh của mình đó, ủng hộ kênh của mình đó, thì mình sẽ tặng cho anh em đó. Nói chung là mình không có làm để bán anh em ơi, mình chưa có điều kiện để làm để bán. Mình làm cũng được mấy chục cây rồi thì từ từ rảnh mình làm lấy gai vậy đó. Rảnh thì làm thêm mớ cây đó, mình sẽ sau này mình sẽ gửi tặng cho anh em, những anh em nào mà có cùng đam mê với mình đó anh em, vào kênh ủng hộ chia sẻ kênh mình ha. Thì nói chung thì mình là cũng làm nhiều kiểu, mình làm mai cắt rễ chuột nè để sau này sửa để nơm, rồi mình quấn rễ làm rễ quái, rồi dưới mình trồng là để sau này làm gián thú. Thì nó nhiều loại, thì đặt ví dụ như sau này mình gửi tặng cho anh em thì đặt ví dụ như mình tặng một người 6 cây đi, thì mình sẽ lựa ra một loại 2 cây, thì đặt ví dụ như 2 cây đế nơm ha, rồi 2 cây quấn rễ, còn dưới 2 cây mà rễ mình làm rễ mà dán thuốc anh em đó, thì mình sẽ tặng vậy, tặng về cho anh em có 2-3 thứ rồi anh em chơi, chứ thứ một cũng chơi cũng không vui. Mình chơi 2-3 thứ cho có người ta anh em ơi, chứ không quan trọng gì. Mà mình làm mình không có sắp để phí đại đó, sẽ sau này khi mà cái mình sửa rễ lại anh em, mình sẽ sắp ra cái thằng nào nó theo thằng đó, chứ bây giờ mình cũng để phí đại à, mình chưa có sắp được cây nào, không có sắp riêng cây nào, nhưng để phí đại chăm sóc chung luôn à. Sau này khi mà mình sửa đợt đầu thì mình sẽ lựa mình chia ra, đằng sau này mình biết đường mà mình ấy rằng mình gửi tặng cho anh em. Nói chung những anh em mà vào kênh của mình thì ủng hộ kênh của mình thì mình cũng cảm ơn, chân thành cảm ơn rất là nhiều. Mình cũng không có cái gì để mà tặng cho anh em, thì chắc có lẽ là mình trồng mai con này nè. Đó, thời gian rồi mình sẽ gửi tặng cho anh em, chứ để làm quà. Đó. Cuộc sống của chúng ta không có quan trọng, đôi khi là mình không có tiền mình sống cũng không nổi anh em, nhưng mà mình sống quan trọng về tiền á thì nó cũng mà khó sống nữa. Sống trên xã hội này thì nói chung chúng ta biết chia sẻ và thông cảm. Những anh em nào mà có thương tình vào kênh mình thì ủng hộ kênh mình thì mình chân thành cảm ơn, thì cũng thông cảm cho Thành Trung một điều á, thì Thành Trung trước đây cũng vẫn có nói mình làm để chia sẻ, để giao lưu học hỏi kinh nghiệm anh em lẫn nhau thôi, chứ mình ấy là mình không có hay hơn ai. Thì mình biết được bao nhiêu mình chia sẻ cho anh em bấy nhiêu, chúng ta trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, chúng ta học hỏi lẫn nhau. Nói chung thì người ta nói đi một ngày đàn thì học một sàng khôn anh em ha. Đặt ví dụ như chúng ta biết với nhau và chúng ta trao đổi kinh nghiệm với nhau, càng ngày thì chúng ta càng học được cái nhiều cái thứ, nhiều thứ mà chúng ta chưa có biết được. Trên đời này chưa có chắc ai là biết hết được cái những gì đâu anh em. Chúng ta anh em thấy ha, nhỏ cũng học mà lớn cũng học, thì nhỏ học theo cách nhỏ, lớn học theo cách của lớn, ai cũng phải học. Học để chi? Học để biết anh em, để hiểu, để làm. Anh em thấy nãy giờ mình trồng ở đây là cây dẫn thú ha, thì giờ nữa mình sửa rễ, mình sẽ lựa ra, mình sẽ lấy viết mình ghi ra từ cây, không là mình để từ nhóm, từ cúm, để sau này biết đường lấy ra mình gửi mình tặng cho anh em.
chứ bây giờ thì mình không có mà để riêng ra, mình để chung rồi, để chung một cụm vậy đó, chăm sóc con cái một luôn rồi. Rồi sau này thì mấy mấy là lựa ra, khi nào mà sửa rễ mình mới lựa ra. Anh em biết á, làm ra một cái cây mà để gọi là vừa mắt á, thì thứ nhất nè, tốn công chăm sóc, thứ hai nữa phải cần thời gian đó. Anh em biết là chúng ta muốn cái bộ rễ đẹp thì chúng ta cắt sửa nhiều lần đó, nó mới đẹp được, chứ còn mà chúng ta chọc mà bỏ thí đại á, thì nói chung nó không bao giờ nó đẹp bằng chúng ta sửa nha anh em đó. Cái cây đẹp hay xấu thì ăn thua mình đó, ăn thua mình sửa mình tạo thôi, chứ trồng thí đại thì nói chung nó khó đấy, được có cái mà cây đẹp lắm, nó hiếm lắm nha anh em. Thì nói chung hôm nay mình làm cái clip này gửi tới anh em, thứ hai nữa là tâm sự với anh em đôi lời về ý nghĩ của mình đó anh em đó. Thì mong anh em nào mà có thương tình thì ủng hộ kênh của mình, cùng đồng hành hành với mình ha anh em. Thì mình chân thành cảm ơn. Đó. Ví dụ như mình đây mình không có gì thì mình chỉ có một hai cây mai mình gửi tặng cho anh em. Đó. Tuy rằng cái giá trị nó không có bao nhiêu. Đó. Nhưng mà quan trọng là cái tình nghĩa. Đó. Ví dụ như gửi cho anh em nào ở đặc vụ như Bến Tre, Sóc Trăng hay là Tiền Giang, Bạc Liêu, mình nói đặc ví dụ đi ha. Mà lỡ mai mốt Thành Trung có đi ngang cái chỗ anh em thì có thể là alo cho anh em, chắc có lẽ là cũng được ly cà phê hay là cái gì đó ha. Nhiều anh em thông cảm đừng chê nghe, nói ừ mai ông xấu là ừ, cái mai này có nhiều tiền mà gửi tặng này kia kia nọ được, sao không tặng mai đẹp mấy đồ kia ha. Thì nói chung là mình quan trọng gì đâu anh em ơi, quan trọng là tình nghĩa đó. Chứ nếu mà đặt ví dụ như bây giờ gửi tặng cho anh em một cái cây 500-700 ngàn thì chắc khả năng mình lo không nổi. Ở đây mình cây nhà lá vườn, mai nhà, hộp mai nhà đó, mình làm ra gửi tặng cho anh em thôi. Nói chung quan trọng là vấn đề là tình nghĩa thôi, chứ còn cái chuyện tiền bạc đó thì mình kham không nổi, cái vấn đề mà nó sâu xa quá. Đó, anh em trồng mai thì nói chung là mấy anh em ra bầu mai thì ra từ năm lá nè, năm lá được ha. Đó, thì anh em thấy đây mình nhổ mai nè ha, đó có lớn không nhìn anh em ha, ra gì cái mai nó đỡ mất sức. Tại vì chúng ta sửa rễ thì chúng ta phải làm nhiều lần rồi. Đó, thành ra mà anh em đừng có sợ mà đồ lộn, đừng có sợ mà trồng mai lớn hay là mai nhỏ, quan trọng là chúng ta trồng mai nhỏ cho nó mau lợi sức, ít mất sức. Mà khi cây mai nó đã nó thừng chậu rồi thì đợt sau anh em sửa ha, khi mà mới buổi ban đầu anh em trồng là cây mai lúc đó nó mất sức nha đó. Còn khi mà anh em nó thừng chậu rồi thì vô bầu chúng ta trồng thời gian thì chúng ta gọi là nó thừng chậu rồi. Đó, thành ra lúc đó anh em sửa cỡ nào sửa cây mai nó cũng ít có mất sức lắm nha anh em. Tại vì cái bộ rễ của nó ăn vòng vòng trong chậu thì người ta gọi là cây thường chậu là như vậy đó. Chúng ta đâu có cắt đứt rễ hay là làm cái gì ấy đâu mà nó phải ảnh hưởng nhiều. Có cái buổi ban đầu này đó, chúng ta cắt rễ thì nó mới ảnh hưởng tới cái cây ha, nó phải mất sức thời gian nó mới lợi sức cái cây đó. Chứ còn khi mà chúng ta trồng thời gian rồi nó đã thừng chậu rồi thì rễ nó ăn vòng vòng trong chậu, cho dù anh em vũ rễ sạch sẽ anh em trồng lại vẫn bình thường, nó cũng mau phát triển, nó không mất sức cây đó. Cái quan trọng đâu để cây lớn, là ví dụ như anh em trồng cái cây năm lá này đi đó, là trong vòng tuần lễ là anh em từ 5 ngày tới tuần lễ là anh em đem ra nắng được rồi. Còn anh em mà trồng cái cây lớn cả gan hay là hai tấc rồi, anh em trồng thiệt bảo đảm
nửa tháng trời không biết đem ra nắng được không, nó chậm lắm. Thành ra anh em trồng mai con á, vô bầu mai con là vô nhỏ thôi, không cần vô lớn đâu, vì cây lớn chừng nào, tại cây lớn thì nó bự, bự thì mình cắt cái rễ nó thì nó mất sức nhiều, đơn giản vậy thôi. Nói chung là hôm nay mình chia sẻ cái clip này mình nói chuyện hơi nhiều, mong anh em thông cảm ha. Thì nói chung mình cũng muốn gửi lời tới cảm ơn anh em thời gian qua cũng ủng hộ kênh của mình, đồng thời nữa là mình chia sẻ cho anh em những cái cách về trồng mai để sau này chúng ta tạo dáng thế cho nó đó, cho nó dễ dàng hơn đó. Chứ chúng ta trồng tự nhiên thì sau này chúng ta sửa thì nó khó, tại vì nó không có dáng thế sẵn từ bữa ban đầu đó. Thứ hai nữa mình cũng chia sẻ là mình sẽ thời gian mình trồng bá mai này mình sẽ gửi tặng cho anh em trong một ngày gần nhất. Mình sẽ trồng rồi xong xuôi mình sửa ít nhất là cũng phải một lần anh em ha, mình mới gửi cho anh em. Thì anh em nào có vào kênh mình nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh anh em, thì nói chung những lượt đăng ký của anh em là một cái động lực cho mình để làm một cái video tiếp theo đó anh em ha. Thì hôm nay mình làm cái video này hơi dài, anh em cũng thông cảm, thì mình cũng không biết nói gì hơn. Ngày mới mình chúc anh em được nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Rồi cuối clip chào anh em nha, hẹn lại anh em clip tiếp theo. Những anh em nào có cần gì những cách chăm sóc mai vàng và những gì anh em chưa có biết á, thì hãy comment cho Thành Trung, thì Thành Trung sẽ chia sẻ cho anh em ha. Rồi cuối clip chào anh em nha. Bye bye, hẹn gặp lại.